Xin chào mọi người, mình tên là Alex. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách trồng cái này, hay là cành tương tự hoa hoa cúc, trồng hoa này trong chậu, trong chậu và chăm sóc nó trong túi. Okay. Thì đầu tiên dụng cụ chúng mình cần phải chuẩn bị là một ít vôi. Mình có hai cây hoa cúc. Và hai chậu trống. Okay. Là đầu tiên mình sẽ xuống lỗ, có một đống mà mùn cam để nó không 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 chua lắm. Mùn cám có nhiều vi sinh vật ở trong, phía trong như con giun. Đất này rất là mềm, rất là hợp với việc trồng hoa cúc vào. Okay. Thì đầu tiên là mình cần phải đặt đất vào, mùn cam vào cả hai. Đấy. Một, làm xong. Hai. Ném đất vào xong thì chúng mình sẽ bỏ một ít vôi vào bề mặt. Nó sẽ đẩy mạnh sức khỏe của đất. Đấy. Okay. Đấy. Chúng ta chỉ cần dùng một ít vôi ở trong bề mặt. Bạn cũng có thể trộn cũng được, trộn một ít vào đất cũng được. Okay. Bây giờ chúng mình cần phải làm ướt các chậu. Okay, đây là bước tiếp theo. Chúng mình đã trở lại. Phần còn lại là phần rất là đơn giản. Okay. Chúng mình đã có hai chậu đấy. Hai cây hoa cúc đây. Thì bước tiếp là làm ướt hai chậu đấy.
tưới nước vào. Mình sẽ chuyển sang đây. Làm ướt hết nhá. Cho khỏe đất. Là một chậu. Bây giờ là chậu thứ hai làm ướt hết. Được rồi. Bây giờ xong rồi là lấy hai cành đấy. Cũng làm cành ướt. Vì chúng mình muốn một mức độ ẩm rất là cao. Rồi. Trồng cây vào trong trung tâm của chậu. Lỡ cái này không lỡ vứt đi, vứt ra đi. Ok, tiếp là khi chúng mình lắp túi vào chậu, nếu không có hai cành bên bên cạnh cây thì túi sẽ trở ngại phát triển, sự phát triển của cây. Thì mình đã chuẩn bị bốn cành để ủng hộ. Đấy. Đặt nó vào bên cạnh để ủng hộ túi và đặt cành khác vào bên khác. Thế làm thế. Ok, bây giờ là phải lắp túi vào. Đợi tí nhé. Ok, chào mọi người đã trở lại. Bây giờ mình sẽ vào phủ các chậu đấy. Đúng, nhưng mà cái này nè không nên quá màu màu đen. Phải có màu trắng. Trắng trắng. Đây, làm video đấy. Để ánh sáng có thể đi vô được.
kể các bạn thấy chưa, hai cành bên cạnh để ủng hộ túi để nó không sẽ không trở lại phát triển của hoa cúc. Nó cần phải chặt rất là chặt để giữ ẩm. Đây là áo phủ chỗ khác. Đảm bảo nó thật chặt mà cũng để hoa cúc mọc lên, tạo không gian để nó mọc lên. Quan trọng là giữ nó ấm và nó có cần phải có túi trắng hay túi minh bạch cho đủ ánh sáng. Và sau lắp túi xóm xong, chúng mình sẽ chuyển nó vào một dưới một cây to bóng bóng râm bóng râm. Ok, thế này đấy, có hai túi để trồng hoa cúc. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn phải đảm bảo đăng ký vào kênh của mình. Ok, cảm ơn, hẹn gặp lại, bye bye.